Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa rải rác. Cho tới sáng sớm nay thì bầu trời vẫn còn nhiều mây âm u. Theo các số liệu đo đạt được thì mức nhiệt đêm qua vẫn giảm xuống khá thấp, trời rét. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 17 độ, có nơi từ 10 đến 12 độ. Thậm chí một số nơi còn có nền nhiệt xuống dưới 10 độ, trời rất đậm. Đời gió đông bắc trên khu vực Trung Bộ hoạt động yếu, nên các tỉnh ven biển Trung Bộ chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời còn rét. Ở phía nam, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Nam Bộ trời ít mưa và nền nhiệt cao hơn hẳn phần phía bắc của lãnh thổ. Dự báo trong 24 giờ tới, hình thế chi phối thời tiết các tỉnh phía Bắc vẫn là khối không khí lạnh và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên bầu trời của các tỉnh miền Bắc vẫn âm mưu và còn có mưa vào sáng, nhưng nhiệt độ tiếp tục tăng lên đôi chút so với sáng ngày hôm qua. Ngày hôm nay nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa khoảng từ 18 đến 21 độ, một vài nơi sắp xỉ khoảng 22 độ. Riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu do ít chịu tác động của không khí lạnh và dòng xiết gió tây trên cao nên ban ngày trời có nắng và đây cũng là nơi có nền nhiệt cao hơn cả. Tại Mường Tè, Mường Lai và Điện Biên, nhiệt độ có thể lên tới 26 đến 29 độ. Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết, tình hình mưa ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm đi rõ rệt vào đêm nay. Các tỉnh ven biển Trung Bộ vẫn có thời tiết tốt và ổn định, thuận lợi cho sinh hoạt cũng như giao thông của người dân trong khu vực. Ở phía Bắc của khu vực trời nhiều mây nhưng ít mưa, nền nhiệt còn khá thấp. Càng vào sâu các tỉnh phía Nam thì nhiệt độ càng tăng dần. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong ngày và ban trưa có khả năng đạt mức từ 27 cho đến 29 độ. Và các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, hầu hết nhiệt độ đều trên 30 độ. Thời tiết miền Trung chỉ chuyển xấu trở lại khi tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay vẫn là một ngày đầy nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh miền Đông có nơi trời hơi nóng khi nhiệt độ lên tới 33 đến 34 độ. Các tỉnh miền Tây có mưa rào một vài nơi nhưng lượng mưa không lớn. Từ ngày mai, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng tăng chậm, mức độ rét giảm dần. Các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên. Sự tranh lệch nhiệt độ ở phía Bắc và phía Nam giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi, trời phổ biến ít mưa và có nắng, nền nhiệt tiếp tục duy trì mức cao. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét, với nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Riêng ở địa biên Lai Châu là khoảng 26 cho đến 28 độ, và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào nhẹ, rải rác, gió nhẹ, trời rét, với nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 cho đến 14 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa rào nhẹ dài rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 16 cho đến 18 độ. Xôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, Tại đây nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mê thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Sóng gió trên biển tiếp tục giảm nên thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Cụ thể thì tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc đến đông cấp 5, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 26 đến 31 độ. Như vậy, trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ còn rét và có mưa vài nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ ít mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.